trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố em cũng tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chờ tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Kiếm việc khác mà làm đi, đừng gọi điện đến đây nữa. Không xong đâu. Em bị đuổi việc rồi. Em cũng thế. Đuổi việc á? Em tưởng phát hết tờ rơi thì sẽ được thưởng. Ai dè công ty cho người theo dõi, thấy em cho hết bà bán xôi tất cả các tờ rơi. Chị chủ mà biết là không hay đâu. Cầu trời khấn Phật là hôm nay chị ý không đến. Cô vừa định tư vấn cho khách vừa đeo khẩu trang thế này à? Như thế không được đâu. Còn hơn là để người ta thấy mụn trên mặt tớ. Các cô xem hàng đi ạ. Mặt cái thằng kia làm sao vì khăn khẩu trang kín mít thế kìa. Ừ nhỉ, không phải nó bị cái này đường hô hấp đấy. Thế mà đi tư vấn nhỉ? Tớ đấy là thôi nghỉ việc mất thôi. Này em ơi, đi chỗ khác đi. Ở chỗ này tư vấn mà đeo khẩu trang như mắc bệnh cách ly. La La, em làm gì mà bịt khẩu trang kín mít thế này? Quay lại đây mở khẩu trang cho chị xem nào. Chị đã nói với em rồi, làm việc với chị là da mặt lúc nào cũng phải láng mịn, không một tí vết. Em quên rồi à? Em biết nhưng chị thông cảm cho. Thôi thôi thôi, không phải nói nữa. Thông cảm cho em thì cửa hàng chị thành cái gì? Chị trả cho em tiền công tháng này. Nhưng mà Lala bán hàng rất chạy mà chị. Chị đã nói rồi, nguyên tắc là bất di bất dịch. Cả em nữa cũng phải cẩn thận đấy. Em cầm lấy tiền công đi, không có chị lại mang tiếng là bắt chèn nhân viên. Tốt nên em không thể nhận tiền công. Em chào chị. Ô La La, hôm nay bọn tớ đến định xem cậu làm việc như thế nào. Ai ngờ. Thôi, có gì đâu, chẳng có gì phải buồn cả. Dù sao trong thời gian vừa rồi bọn mình cũng có nhiều trải nghiệm thú vị đấy. Đúng rồi, đừng buồn nữa, thất bại là mẹ thành công mà. Nếu nói không buồn thì là nói dối. Nhưng thực sự chẳng có việc gì là đơn giản cả. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, thế mà xôi hỏng bỏng không hết. Đúng rồi, tại vì bọn mình cũng chưa thực sự nghiêm túc với công việc mà. Phải đấy, nhưng mà tớ nghĩ rồi, việc của mình bây giờ là phải học. Học thật tốt, thật vững vàng. Sau này ối việc cho bọn mình làm. Tất nhiên, không những làm được mà còn làm rất là tốt. Rất tốt. Ôi. Thế rồi. Hỏng luôn cái gót giày Nike mới mua của mình rồi. Chị ơi. Chị ơi, chị có làm sao không? Tôi xem nào. Chị, tôi không sao, tôi không sao, không sao. Khổ lắm, tôi không sao. Chị có làm sao không? Hỏng hết đôi giày Nike mới mua của tôi rồi thế này. Chết rồi. Cái gót giày Nike cơ chứ lại. Yến à? Hồng Yến. Ôi. Ngọc. Thùy Ngọc có phải không định đấy mà. Ôi trời ơi, thế mà bây giờ tớ mới nhận ra cậu. Chúng cậu lạ thế. Ôi, tại vì cậu nổi tiếng quá mà. Chuyện lúc nào có chả thế. Mà này, dạo này
nhìn cậu có vẻ già đi rồi đấy. Thì thời gian mà. Vào nhà mình chơi đi. Ừ, nhà cậu ở đây à? Ừ, nhà mình ở đây này, đi vào đây. Kìa, nhà gì vỉa hè lát gập ga gập ghềnh, hóng cả giày. Biết làm thế nào được. Ôi, nhà cậu đẹp phết đấy. Rộng rãi, sáng sủa quá cơ. Thế nào cậu thấy có được không? Đẹp. Uống nước đi. Dạo này con cái thế nào rồi? Chẳng giấu gì cậu, tớ được hai đứa, một trai một gái. Ui, nhưng mà bướng lắm. Chả bù cho tớ ấy. Con gái tớ vừa ngoan, vừa xinh, học lại giỏi nữa chứ. Được cái cháu giống mẹ. Thế hả? Thế thì còn gì bằng. À, này không biết là bọn mình mất liên lạc bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tớ vẫn theo dõi cậu thường xuyên trên báo. Ôi giời ơi, đọc báo làm cái gì? Mấy cái tờ báo vớ vẩn ấy. Này, suốt ngày chạy theo tớ để phỏng vấn ấy, làm gì có thời gian đâu. Điền lắm cơ. Toàn cái tờ báo bịa đặt vớ vẩn lá cải. Dám bảo tớ là ngôi sao hết thời chứ. Cậu đừng có tin nhá. À, mà tớ cũng chỉ đọc để biết thôi mà. Đúng rồi. Này hình như là cũng gần 20 năm. Ừ, đúng rồi đấy. Bây giờ mình mới gặp được nhau ấy nhở. 17 năm. Mà hình như trông cậu cũng không có gì thay đổi nhiều. Tớ á? Ừ. Tớ lại thấy khác. Tớ thay đổi chứ, rất thay đổi. Thế hả? Tớ trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn. Thế á? Khác hẳn cái hồi học cấp 3 ấy. Dại khờ, ngốc nghếch, chẳng ra cái gì cả. Này, cậu có biết là cậu vẫn thế không? Mà này, bây giờ tớ sống cùng với con gái tớ. Hai mẹ con ở với nhau thôi. Tớ thì bận đi suốt ngày. Khổ thân nó. Thế hả? À đúng rồi. Tớ có một việc muốn nhờ cậu. Cậu nhận lời giúp tớ nhá. Sao thì việc gì thế? Cậu cứ nói đi. Nếu mà giúp được tớ sẽ giúp ngay. Hãy ban cho nhiều tiếng.